trận đấu chiều nay thì tôi rất là hài lòng với, đầu tiên là cái tinh thần thi đấu của toàn đội, cái thứ hai là các bạn đã thực hiện tốt những cái mà chúng tôi đã chuẩn bị trong tuần khi đối đầu với Thể Công Việt Nam. Và tôi cũng rất hài lòng ở hàng phòng ngự nữa, hai trận liền chúng tôi đều chọn lưới, đây là điều rất đáng mừng. Cái sự chuẩn bị của chúng tôi từ đầu mùa giải là tôi đưa ra cái cách chơi là pressing cao, tấn công, và hiện tại thì các cầu thủ đã thực hiện rất là tốt cái mà chúng tôi đã xây dựng từ đầu mùa giải. Nhưng mà ở trận đấu chiều nay thì có thay đổi một chút là chúng tôi không pressing cao mà chúng tôi pressing khu vực 1/3 giữa sân. Vì sao? Vì là chúng tôi có những cầu thủ có tốc độ và khi cắt được bóng sẽ chuyển đổi tấn công nhanh. Do vậy là, và một cái nữa là Viettel họ rất mạnh, cũng rất mạnh trong phòng ngự phản công. Do vậy nếu chúng tôi mà đẩy lên cao, pressing cao thì sẽ khoảng trống phía sau rất là lớn để đối phương khai thác. Do vậy là ở trận đấu chiều nay chúng tôi đã thực hiện cái đấu pháp là pressing khu vực giữa sân, và các bạn đã làm rất là tốt. Thì đây là cũng là cái sự chuẩn bị từ đầu mùa giải của chúng tôi là tốt ở cái cách chơi như vậy. Khi mà chúng tôi chuẩn bị đối đầu với Viettel ấy thì chúng tôi xác định là ba cái vị trí tốt nhất của họ là Hoàng Đức, Đức Chiến và Bruno. Chúng tôi đã chuẩn bị làm sao phải chia cắt được ba cầu thủ này, nhất là Hoàng Đức. Và ở trận đấu chiều nay thì rõ ràng là Lý Công Hoàng Anh của chúng tôi đã đảm nhiệm rất tốt cái vấn đề là theo sát Hoàng Đức, khiến cho cậu ấy gần như là cũng không có những tình huống nào nguy hiểm đến để truyền lên cho Bruno.